Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin đến quý khán giả những nội dung liên quan đến cậu Út Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Sáng nay thì Xuân Mỹ cũng có bận một số việc cho nên là video cũng phát hành trễ. Mong mọi người tiếp tục theo dõi, và trên màn hình thì Xuân Mỹ mời mọi người xem một cái dàn nho xanh mướt. Nếu như nhìn thấy nho thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới khu vực Phan Thiết, Bình Thuận. Nhưng mà không, đây là vườn nho ở Cần Thơ nha cả nhà, với 200 gốc nho được nhập từ Anh, Pháp, Hàn Quốc, của một ông chủ vườn ở tại Cần Thơ nhập giống về trồng. Nếu có dịp chúng ta về Cần Thơ thì chúng ta tham quan cái vườn nho này, vào thì chúng ta vào chụp hình check-in. Rất là lý tưởng cả nhà. Một chút nữa thì Xuân Mỹ kéo cho cả nhà xem thêm những tấm hình khác. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào ngay trang Hồ Văn Cường, kênh Hồ Văn Cường Official nha, để mình xem bài hát có tăng lên được view. Đây, kênh Hồ Văn Cường Official. Cả nhà nhìn nho thấy mê ha. Nho Cần Thơ nha. Nếu như về Cần Thơ với miệt trái cây đồng bằng như là xoài, mận, ổi, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, thì bây giờ Cần Thơ có những cái vườn dưa lưới, vườn nho để mình vô mình tham quan và mình check in, mình chụp hình. Bài Vầng Trăng Cô Đơn thì hôm nay lên 637.000 lượt xem rồi. Bài Khúc Hát Ân Tình thì 493. Mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official để tăng view, tăng sub, tăng view cho bài hát, các bài hát mà mới up ha. Bài Tết Quê Hương thì lên 1.400.000 rồi. Mùa Xuân Bên Nhau thì 1.500.000. Đó, mình cứ vào đây nghe thì view tự động nó tăng lên thôi. Mà mình tập trung mình nghe cho bài Vầng Trăng Cô Đơn để làm quà cho cậu Út Gò Công 1.000.000 view nữa show Cần Thơ ha cả nhà. Tin tức tiếp theo sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen vừa mới đây có một cái thông tin dự án nhà sen kênh tâm lý dành riêng cho sinh viên Hoa Sen. Rất là kịp thời, rất là hay nè cả nhà. Giữa những lo toan áp lực của học tập và công việc, cảm xúc tiêu cực của những câu hỏi chưa tìm được đáp án, có khi nào bạn bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn và lay hoay tìm một lối đi cho mình? Nếu có thì hãy đến với nhà sen, dự án tâm lý học do Viện Nghiên cứu và Tư vấn Giải pháp Tâm lý Khoa học Xã hội luật của Hoa Sen thực hiện, vừa được ra mắt vào 6 tháng 5 2023. Nhà sen là một dự án gồm các chuỗi chương trình đem đến những trải nghiệm thực tế, đào tạo chuyên môn, kỹ năng và chia sẻ các kiến thức hữu ích dựa trên nền tảng khoa học dành cho sinh viên, cộng đồng. Nhà sen được xây dựng và phát triển bằng tâm huyết của những nhà giáo, mong muốn được dấn thân nhiều hơn xã hội nhằm tạo ra các tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng. Dự án nhà sen sẽ bao gồm các chuỗi chương trình dự kiến như sau: Sen Đi Học, Tôi và Trên, Taste and Talks, Ôm Ấm và Nhà Mình. Sứ mệnh của nhà sen không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý mà còn là các dự án cho xã hội, sinh viên, nhằm đem đến các giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng. Giá trị cốt lõi nhà sen kết nối, lắng nghe, chia sẻ và khoa học. Tại buổi lễ Kick-Off, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Giải pháp Tâm lý đã giới thiệu các chương trình sắp tới, thách thức hoạt động của dự án nhà sen đến các thầy cô và các bạn sinh viên. Ngoài ra, tại lễ Kick-Off, các khách mời đã được lắng nghe và các tác phẩm nghệ thuật tham gia hoạt động trải nghiệm Art Therapy, một hình thức trị liệu tâm lý kết hợp với nghệ thuật làm trung gian. Và đây, các diễn giả đã ấn nút khởi động. Đây là hình ảnh đó cả nhà. Đó, một cái chương trình hữu ích nữa cho tư vấn tâm lý, là một cái liệu, một cái hoạt động mà cần phải có trong cuộc sống cả nhà. Thật, ở các nước phương Tây thì người ta có những cái bác sĩ chuyên tâm lý, và ai mà có gặp vấn đề gì trong, gặp những vấn đề trở ngại lúc mắt stress trong cuộc sống thì người ta tìm đến bác sĩ tâm lý, người ta nhờ tư vấn. Và trong những cái cuộc hẹn thì bác sĩ tâm lý sẽ ngồi lắng nghe mình,
Rồi từ đó thì chia sẻ với mình và tư vấn giúp cho mình tháo gỡ những cái gút mắc của mình trong cuộc sống. Đó là thông tin trường đại học Hoa Sen, Xuân Mỹ vào trang fanpage Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường fanpage có một cái tin gì mới đây. Đây cả nhà, trang nè, trang fanpage của Út Cường đó nha cả nhà. Trang fanpage Hồ Văn Cường viết in đầy đủ dấu và chữ fanpage. Hôm nay nó đã lên 3.200 người theo dõi rồi và 2.100 lượt thích. Hôm qua thì còn 2.800 nhưng hôm nay lên 3.200 rồi. Trang này thì Cường sẽ để chia sẻ những cái thông tin về show diễn nha cả nhà. Và đây, hôm qua, tối hôm qua, up lên, trời xanh mây trắng, cả nhà say nắng hay say con Cường. Cuối tuần rồi, chúc cả nhà vui vẻ, nghỉ ngơi và giữ sức khỏe nhé cả nhà. Hẹn cả nhà ngày 28 tháng 5 tại Cần Thơ, miền Tây nha. Thả tim và tăng 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 xuất hiện xuất hiện đó, một tấm hình hơi ngầu ngầu, hơi cười 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 nhưng mà không cười, gương mặt biểu cảm cười nhưng mà không cười, thật ra thì nhìn rất là khớp ha cả nhà đó. Cả nhà say nắng, nắng ở Cần Thơ hôm nay cũng 36 độ, hôm qua thì nghe nói ở Hà Nội là 40 độ nhưng hôm nay thì dịu xuống rồi, có 36 độ thôi. Ở Cần Thơ thì cũng đã có mưa, lác đác những cơn mưa. Thì Xuân Mỹ nghĩ cuối tháng 5 này thì cũng sẽ có mưa nhưng mà show của Cường chắc không mưa đâu cả nhà. Và Xuân Mỹ nghĩ là các bà các mẹ nhà xanh chuối xây xây nắng cái cậu này chứ không có xây xây gì nắng mặt trời đâu ha cả nhà, bởi vì ngồi trong nhà mở điện thoại và mở kênh YouTube mà nghe cậu ấy hát thì đâu có đi ra nắng đâu mà xây nắng đâu đúng không, chỉ xây người thôi, xây người thôi. Thì mong mọi người sắp xếp thời gian. Hôm qua thì Xuân Mỹ cũng có gặp một chị ở Hà Nội, chị cũng đã liên lạc với bạn Hồng Phước đặt vé thành công ha. Rồi đó là thông tin trên trang Hồ Văn Cường. Trên trang Hồ Văn Cường fanpage. Cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu nha. Giờ Xuân Mỹ vào ngay cái phần vé của show Cần Thơ để cập nhật ha cả nhà. Hôm qua thì Xuân Mỹ cập nhật cho cả nhà đó thì may update cái đó là update lại thôi nha cả nhà chứ không phải là để thêm vé đâu. Update lại những cái phần vé mà trước đây đã dự phòng, bây giờ thì mở ra luôn cho khán giả thấy. Show Cần Thơ Hồ Văn Cường live tour trong chương trình May 28 tháng 5. Như vậy là hôm nay thì May chưa có thông báo khách mời ha. Nè cái sơ đồ vé Xuân Mỹ cho cả nhà xem nè. Đây. Cái vé đỏ, vé vàng thì còn 3 vé. Cái vé đỏ, vé vàng, vé hồng thì vẫn còn ha cả nhà. Nè. Đó. Vé đỏ, vé vàng, vé hồng, vé xanh vẫn còn. Vé xanh là 850. Vé hồng là 650. Hôm qua thì bà chị ở ngoài Bắc đã mua 2 vé thông qua bạn Hồng Phước Đặng. Thì chúc mừng mọi người đã có trong tay chiếc vé để đi xem show Cần Thơ. Cần Thơ thì mùa này là trái cây nhiều lắm cho nên cả nhà tranh thủ đi. Nè, vé VIP còn ha. Còn số Zalo của Xuân Mỹ là số 0913 136 109. Mọi người muốn kết nối với FC không có sử dụng Facebook á thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ để Xuân Mỹ kết nối với bạn Hồng Phước để mình đặt vé ha. Vì Xuân Mỹ chỉ là người kết nối thông tin, Xuân Mỹ không có nhận đặt vé giùm. Nhận đặt vé rồi nó liên quan tới tiền bạc rồi này nọ. Suôn sẻ thì không nói gì, nếu không suôn sẻ thì nó sẽ phiền đến mọi người.
Xuân Mỹ không muốn vậy, cho nên là mọi người thông cảm ha. Xuân Mỹ chỉ là người làm cầu nối. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ sẽ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club xem hôm nay mình có thông tin trang dành cho fan đó nghe cả nhà. Đây hôm nay một cô khán giả nhắc lại cái phần quà ở Long Bình ở quê hồi Tết, Cường về tặng tặng quà và phong bao lì xì nè cho đi. Chị ấy viết cho đi là yêu, cho đi yêu thương hạnh phúc tự tìm đến. Đây cả nhà nhìn lại tấm hình này rất là dễ thương ha. Một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, mang cái ấm áp đến cho cái người dân quê mình. Phần quà gửi với đầy đủ đó, mì gạo dầu ăn nước mắm bánh và một phong bao lì xì, tức là được ăn được nói được gói mang về là vừa có hiện vật vừa có hiện kim đó. Rất là dễ thương. Bây giờ hôm nay thì các bạn FC miền Nam cũng đã có thông báo về kết quả thu chi của show 30 tháng 4 Đà Lạt. Những ai có liên quan thì theo dõi ha. Vì ca sĩ Hồ Văn Cường có cái độ hot quá cho nên là thành ra là trang giả cũng nhiều nha, cả nhà cẩn thận. Bây giờ là nhân viên của ở máy riêng trở thành fan của Hồ Văn Cường luôn rồi đó. Hồ Văn Cường, Hồ Văn Cường thấy cưng không cả nhà đó. Nhân viên của ở máy riêng show ở trên Đà Lạt đó, hút fan. Ca sĩ Hồ Văn Cường hot và hút fan. Rồi cô Hương Chương lại tiếp tục sưu tầm ảnh của con có đôi mắt. Đây đôi mắt, chị nói là có một đôi mắt buồn rất đẹp, có một đôi mắt chất chứa bao sầu thương, có một đôi mắt làm nhớ làm thương cho bao người, có một đôi mắt làm vấn vương người ơi, bước chân đã rời xa nhưng vẫn muốn quay về dù con ở đâu hay làm gì. Chỉ nhìn đôi mắt cô nhận ra con ngay, thương yêu con cô chỉ biết ngắm nhìn cảm nhận tất cả nét đẹp tâm hồn lẫn hình thức bằng trái tim yêu thương rất thật, một mình dò tìm ngôi sao sáng và cảm ơn trời cao có mắt cho cô tìm gặp và thấy con, được nghe con hát và giao lưu cùng con để hôm nay cô lại nhớ nhớ đôi mắt đẹp buồn long lanh, đôi mắt chất chứa cả một trời yêu thương. Và đây những cái hình ảnh nè cả nhà, này là đi Lý Sơn này ở show Đà Nẵng nè. Cái này thì ở nhà lúc ở mùa dịch ở nhà dắt con chó đi chơi đó. Này ở trường Đại học Hoa Sen. Này lúc đi ra Đà Nẵng, này lúc ở Lý Sơn. Chị Hương Trương này ở Đà Lạt năm ngoái, ở máy riêng năm ngoái. Chị Hương Trương là người bây giờ đi sưu tầm những cái hình mà Cường đeo khẩu trang chỉ còn đôi mắt thôi đó. Đôi mắt này là đôi mắt của Hàn Quốc đó nha. Đôi mắt của Hàn Quốc. Mời cả nhà ăn nho. Nho này nho Cần Thơ nha, chứ không phải nho Ninh Thuận, Bình Thuận đâu. Nho được trồng tại Cần Thơ, có một người đã nhập cái giống nho của Anh Mỹ Hàn Quốc về trồng 200 gốc. Tuyệt vời lắm cả nhà ơi, có dịp về Cần Thơ mà ở lâu thì cả nhà đi sưu tầm. Nó nằm vườn nho này nó nằm trên đường Võ Văn Kiệt nha. Rồi có một người vừa giới thiệu cầu Cần Thơ trên sông Hậu buổi chiều nè cả nhà. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang.
Sóc Trăng đón mời nghe lời rao cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh bía Dũng Thơm đó. Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, Gạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha đêm, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa, trà dinh trà cú chào mời nhau bánh tét. Ở trà dinh thì có bánh tét trà cuông cả nhà, còn ở Cần Thơ thì có bánh tét nếp cẩm, trứng thịt thịt nạc trứng vịt muối là được đăng ký thương hiệu độc quyền luôn á. Rồi đó là những cái hình ảnh mà cập nhật trên kênh của trên trang Hồ Văn Cường Fan Club. Xuân Mỹ cho cả nhà xem cái hình này rồi Xuân Mỹ chia sẻ ha. Cậu thanh niên này ngay từ đầu cậu thanh niên này đã tin tưởng vào cái người idol idol của mình cũng hát dân ca trữ tình, và sau khi đạt giải quán quân thì đi theo thì sau 6 năm thì nhờ những cái câu chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng livestream thì cộng đồng mạng và fan của Cường mới vỡ òa ra là sáu thì ra 6 năm đi hát Cường không có giữ cát xê, không có cầm cát xê như Phương Mỹ Chi mà ai kia giữ, và cuối cùng bùng nổ hồi kết của câu chuyện là Cường rời đi chia tay ekip cũ, và từ đó thì bắt đầu người ta lên mạng người ta dùi dập, và có những cái kênh YouTube điển hình là ngoài Bắc có chị Đại Hờ Khờ, trong Nam thì Em Béo Bán Nhang, bên Nhật thì K88 và bên Canada nữa, và một số kênh khác. Họ liên tục là dùng những cái lời lẽ không có đẹp, nhục mạ vu khống bêu riếu gia đình Cường và gán cho Cường rất là nhiều cái biệt danh mà Xuân Mỹ không muốn nhắc lại, bởi vì nó quá tồi tệ cả nhà. Nó không phải là những cái điều đó chỉ là vu khống bịa đặt, chứ nó không có đúng với là cái hình ảnh, không có đúng với cái cậu thanh niên đang trên màn hình này. Và ngược lại, người ta dùng bao nhiêu livestream, bao nhiêu video, bao nhiêu lời lẽ nhục mạ thì Cường vẫn im lặng chịu đựng, và được sự dẫn dắt của anh Thụy, anh Sơn, Cường đã trở lại sân khấu và đi show, được sự ủng hộ của các bầu show mời Cường tham gia những cái show diễn. Cho tới nay thì hơn 10 show, là mười mấy show rồi. Và đã hơn một năm, tức là một năm rưỡi rồi, trở lại một năm rưỡi và có những cái thành công, và làm những cái việc như cái hồi nãy Xuân Mỹ chia sẻ với cả nhà tấm hình, cái việc lớn nhất là việc nghĩa trở về quê hương, tặng quà cho bà con mình ăn Tết, 100 phần quà cả 100 triệu đồng. Rồi kênh YouTube anh Thụy đã đứng ra lấy cái thương hiệu cá nhân của mình là Nguyễn Đức Thụy mở cho Cường, sau đó chuyển giao thành Hồ Văn Cường Official, cho tới giờ có 27 bài hát đạt triệu view. Nhưng mà điều buồn cười, điều Xuân Mỹ thấy là cái gì nó cũng có nhân quả, và nhân quả nó hôm nay nó đã tới. Hôm trước thì K88 đã quay xe lật kèo, dùng những cái lời lẽ hết sức nặng nề, cũng đã từng dùng với Cường thì quay trở lại dùng với cô Win, con của cái người cố ca sĩ, cũng bởi tiền từ thiện. Điều đó cũng cho thấy nếu mà muốn người ta không làm thì mình muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, đã làm thì chắc chắn cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra ha cả nhà. Mà rõ ràng rồi, khi cái người ấy qua đời trên trên livestream, trên những cái chương trình trực tiếp, và ngay cái đám tang cũng đã nói ra, một số người nổi tiếng cũng đã nói ra cái di nguyện của cái người ấy là xây cái trường cho học sinh nghèo nè cả nhà. Đây Xuân Mỹ xây cái trường cho học sinh nghèo, học sinh học tiếng Việt, trường Việt ngữ cho học sinh.
đây cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu ha, nó có cái phần quảng cáo để tắt cái quảng cáo nha. Xây trường Việt ngữ cho học sinh học tiếng Việt, nhưng mà có không cả nhà? Không có, cuối cùng là mấy trăm ngàn đô, 700-800 ngàn đô gì đó. Đi đâu, đi đâu thì K88 là người làm trên mạng, làm YouTube thì cũng có quyền đặt vấn đề, cũng có quyền đặt vấn đề với những cái người kia. Nhưng mà hôm nay lại có một cái câu chuyện nữa là chị giữa bộ ba, chị Đại ngoài Bắc và em Béo ở Sài Gòn và K88 đã trở mặt nhau, coi như là gà nhà trở mặt đá nhau rồi cả nhà. Thì ra là trước nay trong cái câu chuyện của Cường á, thì đa phần là hai bạn này nhờ chị Đại ngoài kia đi lấy thông tin, về cho mình đưa, lấy thông tin về cho mình đưa. Còn bây giờ không hiểu gì lý do tại sao mà trở mặt, hai em trở mặt trở lại với chị Đại. Và chị Đại nói một câu sanh rờn, đúng là lâu nay Xuân Mỹ cũng có coi thì chị Đại này không có kêu gọi từ thiện, chỉ bán hàng online thôi cả nhà. Nhưng mà chị này cũng đã có từng chặn xe ở Ninh Bình, đã có một một lần chặn xe hăm dọa một YouTuber cũng làm về Cường. Thì câu chuyện đó nó năm ngoái, nhưng mà bây giờ chị nói là chị không ngờ chị không ngờ là tụi nó quay trở lại cắn chị. Nhưng mà thật ra đó, việc này Xuân Mỹ nghĩ là chị ấy hiểu rõ, bởi vì chị nói là chị thương người quá cố, chị cho là những việc làm của chị này đẹp, của người quá cố tốt đẹp, cho nên chị theo chị binh. Và Cường là không đáng để chị ta binh và chị ta chửi, Cường là chị ta chửi. Nhưng mà Xuân Mỹ nói như thế này nè cả nhà, cái gì nó cũng có luật nhân quả đúng không? Chị không có không không có lý do gì mà chị lại chửi chửi Cường, nhục mạ Cường và gia đình Cường như thế. Thì tức là vô duyên vô cớ chị cũng chửi và chị nhục mạ, thì đương nhiên ngày hôm nay nhân quả nó cũng quay trở lại với mình đó. Chính chính đồng đội của mình, nó quay trở lại nó cắn mình. Đó mới là, đó là cái giá, cho cái sự vu khống bịa đặt người khác đó cả nhà. Bởi vì cái gì nó cũng phải chân thật, làm cái gì nó cũng phải chân thật. Sự thật như thế nào thì mình nói sự thật như thế đó. Chưa bao giờ Xuân Mỹ dùng những cái lời lẽ nhục mạ thóa mạ cái người bên đảo quốc bên kia. Mà Xuân Mỹ phân tích rõ ràng, nếu mà ai theo dõi kênh Xuân Mỹ từ đầu khi Xuân Mỹ tham gia câu chuyện của Cường là Xuân Mỹ thấy Cường thiệt thòi, thì Xuân Mỹ nói Cường thiệt thòi. Và Xuân Mỹ nói những cái gì bên kia làm sai với Cường thì Xuân Mỹ khẳng định là sai. Chỉ có là Cường là một người đáng thương, cần được dìu dắt đi tiếp, bởi vì cậu ấy còn trẻ. Và người mất thì cũng đã mất rồi, nhưng người ta vịn vào cái cớ người ta thương yêu cái người mất. Cuối cùng là người ta dùng hết tất cả những cái lời lẽ xấu xa trên cõi đời này, người ta gán cho cái cậu thanh niên mới lớn này. Mà người ta đã nhịn nhưng mà mình vẫn lên mình ra rã mình chửi. Thì ngày hôm nay mình đón nhận, hôm nay mình nhận lại từ đồng đội của mình những cái lời lẽ cay độc. Xuân Mỹ cho là cũng khá cay độc, và nó chua chát, nó cay đắng. Chị thốt lên rằng trên cõi mạng này chị sẽ không bao giờ giao du với ai nữa, chị sẽ không, chị sẽ làm việc độc lập. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Nếu như ngay từ đầu, chị có một cái tiếng nói công tâm và bình đẳng giữa đôi bên, thì chắc có lẽ hôm nay chị không nhận được cái kết quả đắng như vậy. Để chị không phải ngồi lên live chị chua chát, chị nói rằng chị không ngờ chị cư xử với hai đứa em như là thân thiết như vậy mà ngày nay hai đứa quay trở lại cắn chị. Cái gì nó cũng có nguyên do. Mình vu khống người khác, nhiều quá, mà người đó lại đáng được cộng đồng yêu thương,
quan tâm, bởi vì thật sự người ta thiệt thòi, nhưng mà chị không thấy được cái sự thiệt thòi đó mà chị ra rả, chị nhục mạ và chị dùng những cái ngôn từ hết sức nặng nề. Thì hôm nay chị nhận cái kết quả đó là Xuân Mỹ nghĩ cũng lẽ thường tình thôi. Và hy vọng qua cái câu chuyện trở mặt nhau, bôi nhọ nhau như vậy, chị suy nghĩ lại và dừng cái câu chuyện bôi nhọ Cường và gia đình Cường đi. Bởi vì rõ ràng là chị thấy 1,5 năm nay chị bôi nhọ, nhưng mà cộng đồng mạng người ta không buông Cường, người ta vẫn tiếp tục, người ta theo dõi cái câu chuyện này và người ta vẫn yêu thương Cường. Và chị thấy là show của Cường thì cứ rần rần vé, show Cần Thơ thì nó đã là cỡ 500 vé rồi đó. Show nào cũng 300 400 vé, 500 600 vé như vậy. Nếu như mà những cái lời của chị nó thật thì người ta đâu có đến với Cường rần rần như vậy. Còn cái này cộng đồng mạng người ta rất là thông minh, và xã hội bây giờ người ta biết nhìn nhận đâu là sự thật, đâu là chân chân lý. Cho nên người ta dành cái tình cảm cho Cường thì chị cũng không dừng lại. Hơn 1 năm nay chị dùng rất là nhiều lời lẽ cay độc, chị gán cho người ta, một người trẻ. Chị nói là chị nghĩ đến nhân quả, chị nghĩ đến những đứa con, chị nghĩ đến đức độ cho con cháu mình. Nhưng mà cũng chỉ là lời lẽ của chị nói trên live thôi. Những cái việc làm, những hành động của chị đối với Cường và gia đình Cường, vô tình chị đã làm giảm cái phúc, cái đức của chính mình và gia đình mình rồi. Cho nên nó đến nhanh lắm cả nhà, thấy không? Nhân quả nó đến nhanh lắm. Chỉ mới hơn 1 năm thôi chứ gì. Mà tháng 10 năm 2023 này thì mới là 2 năm, chỉ mới hơn 1 năm. Mà những cái đứa mà chị gọi là em thân thiết, chị đi lấy thông tin chị cho nó để nó lên nó chửi Cường phụ với chị, thì ngày nay nó quay trở lại nó cắn chị. Đó, người ta nói là cái gì nó cũng có cái giá của nó, và cái giá đó hôm nay chị đáng được nhận, chị đại miền Bắc. Và hy vọng qua cái câu chuyện này mọi người có một cái nhìn, không phải tự nhiên, cái gì trên cuộc đời này cũng không phải tự nhiên. Và ngay từ đầu Xuân Mỹ tham gia câu chuyện của Cường, Xuân Mỹ cũng không có bắt tay với YouTuber nào, chỉ là trò chuyện hỏi thăm qua lại thôi, chưa bao giờ Xuân Mỹ cho thông tin YouTuber nào. Thông tin của Xuân Mỹ là Xuân Mỹ tự khai thác, tự theo dõi, tự phân tích, tự điều tra, chứ không bao giờ lấy thông tin, trao đổi thông tin với bất kỳ YouTuber nào để phải một ngày nào đó đi ra trở mặt nhau rồi bêu ríu nhau trên mạng. Bởi vì việc đó Xuân Mỹ không có chủ trương, Xuân Mỹ không có quan tâm, Xuân Mỹ không có làm như thế. Cho nên là qua cái câu chuyện này rõ ràng một lần nữa rõ ràng là nhìn thấy là người ta cũng vì tiền, đúng không cả nhà, cũng vì chữ tiền, cũng vì mua bán online, cũng vì từ thiện, nhận được tiền tài trợ, tiền từ thiện mà trở mặt nhau, dành những cái lời lẽ không hay, không đẹp cho giữa người với người, giữa người với người với nhau. Cuối cùng là trở mặt nhau. Và những cái gì mà lẽ ra nên giấu, nên cất thì tuôn ra hết, đem lên trên live, trên mạng tuôn ra hết, không có giữ gìn một cái chút gì tình nghĩa với nhau hết. Đó, trên cõi mạng này là vậy đó cả nhà. Mạng là ảo nhưng mà tình nghĩa là thật, luật là thật, cái gì cũng giá trị thật là hơn. Cho nên Xuân Mỹ rất là quý trọng cái giá trị thật của cuộc sống. Những cái gì mà Xuân Mỹ biết thì Xuân Mỹ nói và chia sẻ một cách bình đẳng, công tâm. Những cái gì mà ai sai thì mình nói sai, ai đúng thì mình nói đúng. Chưa bao giờ mình vì tiền mà mình bẻ cong cái ngòi bút của mình vì tiền mà mình bẻ cong cái sự thật để mình du oan giá họa cho gia đình người ta. Bởi vì người ta cần đi tới, người đã khuất thì đã khuất rồi. Gia đình Cường và Cường cần phải đi tới, chứ không lẽ người ta dừng lại, mình muốn người ta quay trở về cái thở cơ hàng ở dưới quê, ăn mắm ăn muối, sống lại cuộc đời cơ cực, trong khi người ta, con người ta thật sự có tài năng, và cái tài năng đã được tỏa sáng trong vòng 5-6 năm, mà mình thì lại dìm, mình là lại tiền bạc không có rõ ràng như vậy. Thì rõ ràng là mình đi binh cái sai, cho nên hôm nay mình nhận quả đắng thế thôi. Đó, Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà cái câu chuyện mà chị đại miền Bắc cây cú, lên live cây cú vì hai đứa em thân thiết đã quay trở lại cắn cắn chính mình.
trong khi mình đi lấy tin mình đưa cho nó lên, nó chửi hộ mình, tức là cùng hội đồng, chửi hội đồng Cường và gia đình Cường đó. Bây giờ thì gà nhà trở mặt đá nhau rồi. À, phim hay còn dài, những cái câu chuyện còn còn tiếp diễn, nó cũng xoay quanh chữ tiền mà thôi. À, thì bọn họ làm sai thì để họ nhận cái kết đắng ha cả nhà. Còn mình thì cứ theo dõi cậu Út Gò Công và ủng hộ từng show diễn. Cái show gần nhất sắp tới là 28 tháng 5 ở tại Cần Thơ, và hẹn cả nhà vào Cần Thơ. Đây là vườn nho Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà. Vườn nho này do một anh ở Cần Thơ đặt giống nho 200 gốc. Đây Xuân Mỹ xin kéo xuống cho cả nhà coi nè. Đó, nhìn những dàn nho thấy ham không, những gốc nho được trồng đây. À, thầy giáo Phong cho biết các giống nho nhập khẩu từ nhiều nước để nghiên cứu thực nghiệm thích ứng với điều kiện khí hậu tại đây. Mất hơn 2 năm sau khi hoàn tất quy trình rồi tiến hành trồng, thời gian 4 tháng là cho trái, đặc biệt đối với các loại nho này anh xử lý cho trái quanh năm. Đó, mê chưa? Ông chủ vườn đó cả nhà. À, 200 gốc ở Cần Thơ Farm, diện tích 0,7 hecta, tức là 7 công. À, trồng trong nhà màng. Hiện vườn nho được cho trái sum suê với nhiều giống nhập từ Nhật, Mỹ, Pháp, Ý, Hàn Quốc. Nè, cả nhà thấy ham không? Xuân Mỹ kéo cho cả nhà xem vườn nho xong rồi. À, cả nhà gõ chữ Cần Thơ Farm là ra ha, nó nằm ở trên đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nè, cái địa chỉ nè cả nhà. Vườn nho của thầy giáo Nguyễn Văn Phong ở đường Võ Văn Kiệt, là đường từ sân bay đó, đường đi lên sân bay đó cả nhà. Phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nó là tên là Cần Thơ Farm. À, ha. Đó. Ông chủ vườn đó. Hơn 200. Đó, vườn nho trĩu quả trong lòng Tây Đô, ở ngay trung tâm quận quận Ninh Kiều lên Bình Thủy. À, nếu mà đi từ Cồn Khương qua cái vườn nho này thì rất là gần cả nhà, đi đường Nguyễn Nhân Cừ, bên thẳng bên Cồn Khương qua, thẳng qua Nguyễn Nhân Cừ rồi quẹo quẹo lên Võ Văn Kiệt bên tay phải, quẹo phải lên Võ Văn Kiệt đi một đoạn nữa là tới cái vườn nho này, nó Cần Thơ Farm, vườn nho giữa lòng Tây Đô. Tuyệt vời chưa, thèm chưa, mê chưa, có ai mê nho không? Về miền Tây có nho mới là độc lạ nữa đó nha. Hôm qua thì Xuân Mỹ chia sẻ cái ếch ếch làm xiếc ở tại Cồn Sơn. À, thì hôm nay Xuân Mỹ chia sẻ độc lạ nữa là nho tại Cần Thơ. À, thường thì mình thấy nho mình sẽ nghĩ là Phan Thiết, Bình Thuận, nhưng mà không, đây là nho Cần Thơ nha. Đó rồi. À, Xuân Mỹ xin kết thúc video tại đây, chúc cả nhà có buổi chiều ấm áp, buổi trưa ngon miệng, buổi ngày chủ nhật ấm áp bên gia đình người thân, và nhớ nghỉ 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 ngơi đi chơi hay là chủ nhật ở nhà gì cũng nhớ vào đây kênh Hồ Văn Cường Official nghe nhạc nha. Và hãy nhanh tay, hãy nghe tích cực, nghe nghe tới nghe lui nhiều lần để bài Vầng Trăng Cô Đơn nó lên triệu view, là bài thứ 28 triệu view dành cho Cường đi hết cả nhà. Làm phần quà đi, mong mọi người hãy tiếp tục, bởi vì nó còn 300 mấy chục ngàn nữa nó sẽ lên triệu view ha, 300 mấy chục ngàn với 3 tuần nữa, liệu có kịp hay không. Mong mọi người hãy tích cực lên, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nghe nhạc, nhanh lên vô đây, kênh Hồ Văn Cường nha. Rồi, vườn nho xanh Cần Thơ xin chào tạm biệt, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. À, bao vui, bao hấp dẫn. À, và chắc chắn là Xuân Mỹ nói với cả nhà một điều là Xuân Mỹ không bao giờ buông tay câu chuyện của Cường, bởi vì Cường đáng thương. À, rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. À.